Không biết từ bao giờ thì tụi mình rất là hiếm thời gian đi buổi sáng ở thành phố Mỹ Tho. Nhiều khi ăn sáng cũng là một cái gì đó rất là xa xỉ. Bởi vậy nhiều lúc mà được dậy sớm là tranh thủ đi ăn mấy món yêu thích liền. Thì ngay cái đợt này tụi mình đi ăn phở khô Vân Lạc, lo mãi mê ăn quá cái rớt mất cái số thứ tự, hên là có chú nhặt lại được. Chứ không biết mình phải bốc số tới chừng nào nữa. Nhiều bạn ở Mỹ Tho nhìn cái số chắc cũng đoán được mình sẽ đi đâu. Chạy qua cầu quay rồi chạy thêm hai cái đèn xanh đèn đỏ nữa. Nhiều người nhìn cái số đó mà sợ. Thiệt tình là tôi cũng sợ lắm nhưng mà phải ráng để nó mau hết để mình còn làm việc khác nữa. Sợ là biết sao hôm, sợ là bốc số nó đông, đợi nó lâu. Tính ra thấy nhiều người tội ghê, từ xa xôi đến nhiều lắm. Nói chung đây chỉ là một daily vlog bình thường chứ tụi mình không có review gì hết. Cho mình hỏi xíu, thường mọi người tổ chức đám cưới ở đâu? Hôm nay thì tụi mình đi dự đám cưới ở nhà hàng Làng Việt. Mới chạy xe vô, chú đeo cái thẻ ngay chỗ cái kiến, chạy vô đằng kia đi con. Làm gì làm nhưng mà làm thủ tục trước cái đã. Tính ra mấy đợt đi ăn đám cưới ở quê thấy người ta để dành phong bì lại đặng lót cái ly á mọi người. Trò đó tính ra vui phết nhưng mà vui chỉ với bạn nào đóng hụi chết rồi, còn hụi sống thì hơi mệt nha. Cái bàn ở Làng Việt thì nó cực rộng mà ta nói ngồi chung với mấy chú toàn nhậu không. Trời ơi, đồ ăn ê hề, kiểu này đi ăn là lời luôn chứ lỗi gì nữa. Ăn no tới mức mà căng da bụng trùng da mắt. Tính ra đi vô chỗ này được mấy lần mà lần đầu tiên mới được chiêm ngưỡng cái view Mỹ Tho từ trên cao. Theo cái kiểu đi than trong suốt như thế này, quay có cái cảnh cái chè nhạc buồn vô nhiều khi người ta tưởng mình thất tình. Tính ra quay quá trời quay nhưng mà không nhớ quay cái này hồi nào, rồi không biết bây giờ người ta đã xây xong chưa nữa. Bữa hỏi mấy bạn, nhiều bạn đoán ra được vị trí ghê á. Đây phải nói là một địa điểm mà tôi cực kỳ thích hồi xưa. Nhớ hồi Tết cái siêu thị Quang Đại có cái than cuốn. Trời đất ơi, canh dịp Tết là khoái đi lắm mọi người. Đi lên đi xuống vậy đó. Nhưng mà kể từ khi có cốp mát ra là bắt đầu ở miết ở trong đó, vừa mát lạnh mà vừa có than cuốn để đi. Còn bây giờ thì nhiều khu vui chơi, khu trò chơi, siêu thị hiện đại hơn hồi xưa rất nhiều. Mỗi tháng mình cố gắng cập nhật cho mình thêm một cái gì đó mới. Chẳng hạn như mỗi tháng mình đều đi nặng mụn. Không phải kiểu mình thích làm đẹp nhưng mà mình cảm giác khi mà nặng xong thì cái da mặt mình sẽ rất là sạch, cảm giác nó nhẹ nhàng như thế nào đó. Nhưng còn cái đợt này là tôi bêu da mấy bà. Thật sự thì đến một thời điểm tôi nhìn kỹ vào gương và có một nốt lặn ở đó để mình nhìn lại cái da của mình. Bao lâu nay mà tôi cứ nghĩ là nó đang tốt, nó đang ổn nhưng thật ra nó bất ổn cực kỳ. Tính ra mà mỗi lúc bêu xong là không dám ra đường gặp ai, nhìn nó sợ má hú luôn. Với lại ra đường mà không bịt kỹ là nắng nó táp nữa. Uổng công mình chăm sóc tiền bạc công sức, nhưng mà đói thì cũng phải ăn. Thôi mình tìm đại một quán nào đó. Cái quán này thì mình cũng vô tình lướt phở bò thôi. Đây là một quán cháo miếng gỏi, gà vịt có bún nữa, ở gần chợ đêm. Hai đứa ăn xong cái đánh cái xe đi chạy theo người lạ, bắt chước mấy cái content trên top á mọi người. Người lạ thì chạy mút đằng kia, còn tụi tôi mới ở đây là dí không có kịp luôn. Chạy sao hồi tới cái quán này cũng khá nổi tiếng ở Bến Tre. Gọi xong vô kêu một mâm toàn là hột vịt lộn. Lộn qua lộn lại, lộn ngay cái đứa mới tập tành làm daily vlog như tôi. Có gì thì mấy bà comment góp ý chỉ tôi với nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã coi đến cuối clip. Còn bây giờ thì bye bye nha.